này, cầu thủ đang rất cần được cọ sát tại giải đấu để có thể hướng đến giải đấu cao hơn là vòng loại U23 châu Á. Khá nguy hiểm. Cú dứt điểm đầu tiên đã thuộc về U22 Việt Nam của chúng ta. Rõ ràng là với mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận và đặc biệt là trong đội hình U22 Việt Nam vào lúc này có một số trụ cột đang gặp những chấn thương khác nhau. Việc huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục xoay vòng cầu thủ là điều rất hợp lý. Lê Xuân Tú. Không có lỗi của cao thủ chúng ta, dứt điểm không vào. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên được U22 Việt Nam tạo ra trong trận đấu này. Một cú sút xa khá bất ngờ. Trổ tài để cứu thua. Sút bằng chân trái của Nguyễn Hùng Thiện Đức. Ra nửa thời gian hiệp một đã trôi qua. Cơ hội cho cao thủ Việt Nam. Quyết định cũng dứt điểm. Người mới được vào sân đã tạo cơ hội cho Đức Nam. Khá nguy hiểm. Vừa rồi chúng ta đã có một thoáng bị mất tập trung.